em đổ đi. Sao anh lại làm vậy? Bởi vì khi anh nhìn em, anh thấy cảnh tượng chúa con chưa thủy tiền. Anh cũng biết nói đùa quá ha. Mấy câu này anh luôn sống trong sự hy vọng chập chờn, hứa một lời qua dặn. Nhưng tối nay anh sống thật, sống trong một cảm giác ấm áp. Em có biết trên người anh có mùi thơm của loài hoa nào không? Không. Loài hoa sữa sống giữa biển. Anh cũng lãng mạn quá ha. Anh nói anh đang đuổi theo một loài hoa dại là ai vậy? Vậy còn em là gì? Mà nè, em không có muốn loài hoa dại đó đâu nha. Em không phải là hoa, em là trái tim nóng rực đang sưởi ấm cho anh. Con mấy tờ giấy số đi cô. Cho mượn giấy giò đem. Dạ cô. Giấy số chị coi. Chị lấy hai tờ nha. Chị bán mấy lần rồi em? Bán gì chị? Em bán báo được mấy lần rồi mà nhìn mặt bài xanh lè vậy? Cảm ơn chị. Em về đó, nói mẹ đi vô bệnh viện khám đi nha. Dạ. Mua thuốc uống như vậy hoài không có hết đâu, bệnh nặng thêm á. Dạ em cảm ơn chị. Bao nhiêu tiền vậy chị? Của em 50.000. Dạ cho em gửi. Cảm ơn em cảm ơn chị. Cô ơi, cô mua giùm con đi cô. Chú ơi, mua giùm con giấy số đi chú. À. Con bị sao vậy? Sao mặt mày con xanh lè xanh lá vậy con? Con sao chú? Ủa thân con bé bạn như xấu sáng vậy? Đói lắm hả con? Dạ con sao sao chú? Đến đây, đến đây ngồi với chú. Nghe chút đi rồi bán tiếp. Trời ơi. Nhà con hình đây không? Mà sao đi bán giấy số để đói tới mặt mày xanh lè xanh lá vậy con? Sao, sao lại không mặt xanh như con nhái tao biết mà. Uống nước vô cho khỏe rồi chúc chú mua bánh tiêu cho ăn. Dạ gần đây không? Dạ, dạ gần còn chú. Còn không bây giờ cũng
gần tới giờ sổ rồi, chạy với số lại cho đại lý đi, rồi ngày mai lại đi bán tiếp. Cứ thả tao hoài, tao nhìn mặt mày tao biết rồi, đói này chưa giờ không ăn nè, đúng không? Bây giờ nghe lời chú, tới đại lý chạy với số đó nha, xong nghỉ mai khỏe đi bán tiếp. Dạ không chú. Thôi uống nước đi rồi chú trở về nhà cho. Dạ gần đây không, chú sẵn tiện đường về nhà, chú trở về nhà giùm cho. Chịu không nè? Dạ, dạ thôi, cảm ơn chú. Trời, cái con này nói không nghe gì hết à. Con nhớ cẩn thận nha, chạy số đi, rồi về nghỉ mai bán nha con. Alo, sao lâu quá mày? Sao? Mày chấp tao 5 điểm phải không? Không được đâu mày ơi. Chờ tao chút nha. Mày nghĩ sao vậy? Cái cờ nó đánh bén vậy sao tao chấp 5 điểm được? Tao mới thua bộ mày không thấy hả? Trời ơi, mày chấp 5 điểm đi. Không, giờ tao nói nghe nè. Giờ đánh đồng thì đánh, không đánh thì thôi. Được không? Vậy nha. Cái gì? Cái gì mà mày gọi tao hỏi dữ vậy? Đạt, mày... mày còn tiền không? Cái gì? Mày có tiền, mày cho tao mượn được không? Tao đâu có tiền đâu cho mày mượn. Tao mới đi thục pizza, thua cầm chiếc xe tao luôn rồi kìa. Nhưng mà bây giờ tao kẹt quá. Kẹt cái gì? Ba mày đâu? Sao mày không về xin ổng đi mà mày hỏi tao? Tao xin ông già tao không được nữa rồi. Giờ xin không được, chịu. Bây giờ nói chuyện khác đi, tao ngồi đây nói chuyện với mày. Còn nói vụ tiền bạc là tao không có rồi đó. Tao đi về nha. Ê, Đạt. Cái gì nữa? Mày phiền tao quá vậy? Bây giờ tao khổ lắm. Ê, vậy tụi nó rủ đánh đồng. Mày tính sao? Vậy nó luôn. Ủa mày khổ tao cũng khổ vậy. Alo. Alo. Sao? Ok, đánh đồng. Mày tới liền nha. Bây giờ chịu đánh đồng rồi đó hả? Nhưng mà phải đánh cặp á. Cái gì? Đánh cặp hả? Ừ. Đâu? À, được. Có luôn. Đợi tao một chút đi. Tao với bạn tao qua chơi mày liền. Ok. Không có chấp nha. Đánh đồng nha. Quy định đánh đồng nha. Rồi. Ê, tao tới liền á. Ok. Khang. Hả? Tao có cách giúp mày rồi. Cái gì vậy? Tao có mối pizza thuộc độ á. Với được cơ của mày, tao nghĩ tao với mày thắng chắc. Được không mày? Được. Chẳng lẽ mày không tin tưởng tao? Đường cơ của mày với đường cơ của tao, mày biết rồi chứ gì? Mà lỡ... Không có lỡ gì hết á. Bây giờ tao nói tóm tắt nè. Chơi không? Có gan thì có đồ chơi. Không suy nghĩ nữa. Vậy tao nói một tiếng nè. Chơi không? Chơi. Chơi thì đi. Chơi. Tính tiền coi. Tính tiền giùm tao ly cà phê. Mày không có tiền trả tiền cà phê luôn hả? Không có. Trời ơi, mày bảo tao cái gì? Tính tiền cà phê chị ơi. Ngồi chơi chú Sáu. Dạ. Hai ơi, pha cho ba bình trà coi. Dạ, con chào chú Sáu. Hạnh, đây là con Hạnh đây sao? Dạ đúng rồi. Dạ con chào chú Sáu. Ừ. À, chú Sáu định mua miếng đất này hay là giới thiệu cho ai vậy? Vợ chồng tôi coi kỹ rồi. Bây giờ anh ba nói giá đi, được tôi mua giùm cho. À, con Hai với con Hạnh coi giá cả sao, nói chú Sáu bay biết coi. Dạ con cũng nói thiệt chứ, hai bữa rày nhiều người tới hỏi, nhưng mà ba con muốn á là bán cho cái người muốn mua kìa. Với lại giá cả cũng bàn rồi, ba nói cho chú Sáu nghe đi ba. Chú Sáu ơi, thật ra tôi cũng cần tiền lắm, cho nên muốn bán miếng đất này thì giá là 50 triệu. Nếu mà được thì tôi với chú bàn tiếp. Thôi
miếng đất giá đó tôi mua không được đâu anh ba ơi. Thôi tôi đi à. Mà sao vậy chú Sáu? Miếng đất á, mặt tiền trước thì rộng hơn mặt sau, mà kẹt cái có 3 ngôi mộ nữa. Nếu mà anh ba chuyển được 3 ngôi mộ đi á, thì tôi trả 50 triệu. Chú, thấy gia đình con kẹt rồi chú làm khó gì chú Sáu? Hẳn. Nếu mà con không đồng ý bán thì bán cho người khác. Mần chi mà làm dữ với chú vậy? Thôi tôi đi anh ba. Trời ơi là trời, chỉ còn có mấy triệu nữa. Ba, có chết tôi cũng không có bán đâu. Bán đất đi rồi, đất đâu mà dựng nhà ở chứ. Mà con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Nếu như kiếm được chồng giàu thì biết đâu con với ba sẽ lại được nhờ. Âu cũng lại xuống trời rồi ba. Con Hạnh nó nói vậy thì ba đừng có buồn nữa. Rồi biết chừng nào con Hạnh nó mới trở về. Ôi tại sao con tôi khổ gì ba, đời. Từ nay trong nhà này đừng có ai nói chuyện nợ nần gì nữa. Con quyết định lấy chồng rồi. Tất cả là tại ba mà. Ba, ba đừng có nói nữa mà ba. Trời, gấp đôi canxi để làm gì? Vitamin canxi mới được bổ sung gấp đôi canxi, cho xương chắc khỏe. Mua 10 bình sữa đậu nành Vinamilk tặng ngay một ly cao cấp. Con đã nhận lời, lời chờ bạn. Nhưng bây giờ con phải đi lấy chồng. Nhưng má ơi, con chưa muốn lấy chồng. Con muốn đi học má. Má có lịch thi, đi phụ hộ cho con gái được đi học nha má. Con muốn được trở thành cô giáo. Con chưa muốn lấy chồng đâu má. Má ơi, sao mày chưa đánh đồng thì đúng rồi. Ok, được bao nhiêu? Tao đi với thằng bạn tao tới. 5 chai. Một cơ 30 điểm. Sao? Sợ hả? Ok. Lấy cơ đi. Lấy cơ mày. Được. Chẳng lẽ mày không tự tao? Mày cứ chơi, chưa gì mình đã sợ rồi. Chơi đi. Sợ gì? Bắt đầu chưa? Một điểm. Một điểm. Tính điểm chừng nha bạn. Tính đi bạn. Thank you.
Mấy rồi? Mấy rồi, mấy rồi, tính giùm coi. Tính giùm, tự tính mày. 10 rồi đó. Cái cục trắng đó mày. Đi, đi. 24. Còn 6 điểm nữa là anh tìm. Chưa xong mình tính tiền chứ bạn, cứ đánh tiếp đi. Tiền. Cầm đồng hồ được không? Tụi tao chơi tiền mặt. Còn mấy cái này á thì mày giữ lại đi. Chơi tiền mặt. Cầm đỡ đi. Không. Tao có nguyên tắc của tao, chơi là tiền mặt. Gọi chồng mình đi. Mượn tiền ổng không được, tao còn thiếu tiền ổng, với lại ổng lấy lãi nặng lắm. Mày lo cái gì, chơi gỡ lại. Tại nói chán này nó hên thôi. Thử tao với mày chưa đánh trước coi. Thôi mẹ, nhát quá. Mày không tội, tao gọi. Ổng lấy lãi nặng lắm á. Mày cứ tin tưởng tao. Tao rồi, lẹ đi. Im đi mày, đợi tao một chút. Chung tiền lẻ đi, tao cũng vậy đó mày. Ai cho tôi bây về? Alo. Dạ, anh Minh ơi. Cho em, ở quán cũ đó anh Minh. Anh qua, qua đây chút đi nha. Dạ, 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 dạ. Dạ. Sao, chơi nữa không? Không chơi tao nghỉ à. Chơi chứ. Mày đợi tao một chút, sẽ có người tới. Bây giờ mày ơi, mày đừng chọc tao nổi điên nha. Mày cứ chơi đi, không có sao hết á. Tao với mày, chẳng lẽ tao mày thua tụi nó. Nhưng mà đánh hay quá. Hay cái gì mà hay, tụi nó ăn hên thôi. Đợi chút đi, anh Minh tới là khác liền. Đợi chút đi mày. Tình hình sử dụng internet ở nước ta tuy phát triển, nhưng ở nông thôn thật sự chưa phổ biến lắm. Thầy sợ là hiệu quả sẽ không cao. Tuy nhiên thầy vẫn khuyến khích em làm. Em biết chứ, việc sử dụng internet trong nông thôn là chưa phổ biến. Nhưng mà thầy nghĩ coi, trong tương lai phải phát triển chứ thầy. Em tin là tương lai sẽ phát triển nhiều ở nông thôn. Thầy, thầy ủng hộ em nha. À thầy, thầy có coi cái trang web mới của em chưa? Cái này là đề tài. Em mới cập nhật một phương pháp để tránh cho bà con nông dân tránh những rủi ro thật đáng tiếc khi mà trong quá trình canh tác cũng như là sử dụng quá nhiều chất kích thích và chất tăng trưởng không đúng cách đó thầy. Em đưa USB cho thầy đi. Dạ. Dạ. Em thử. Thầy, có tài liệu mới không thầy? Ừ. Nè, thầy nhắc lại. Thầy vẫn lấy làm lạ
vì cái động cơ phi lợi nhuận của em đó. Dạ, em đã nói với thầy rồi, em hứa là em sẽ trả lời cho thầy cái lý do đó trong những ngày đẹp trời sắp tới mà thầy. Ừ. Dạ. Rồi. Đây là chương trình mà thầy nghĩ là sẽ thiết thực cho đề tài của em đó. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ, thôi em không làm phiền thầy nữa. Thầy làm việc tiếp cho thầy. Em đi thầy. Ê, xin, Loan. Nè, hai người chờ tôi có lâu chưa? Nửa tiếng. À, xin lỗi nha. Tìm tôi có chuyện gì vậy? Ê, ông thử hỏi Ngọc coi là có giúp gì được không? Tôi cũng vừa nghĩ tới chuyện đó. À mà Loan, tôi nghe người ta nói bạn trai đi mượn tìm bạn gái có kỳ lắm không? Kể ra cũng kỳ. Nhưng vì Hạnh thôi, anh thử đi. Thôi đi. Ờ, đi. Hy vọng là ông qua đó mượn được chút tiền. Ừ. Dạ. Anh sao? Kiếm anh có chuyện gì? Dạ anh Minh. Dạ thưa anh, em mượn anh lấy nóng 10 chai. 10 chai nữa đúng không? Dạ, hai thằng mỗi thằng 10 chai đúng không? Dạ không. Hai anh em 10 chai. Ừ. Bèo quá vậy. Lấy nhiều chút đi. Thôi, tụi em lấy 10 chai thôi. Chẳng bây giờ anh đem như vậy nè. Được hết luôn đó. Như vậy anh Minh. Tận đếm đi. Em tin tưởng anh Minh mà. Hỏi đếm đi. Ê, đừng làm phách nha mày. Chưa hết luôn đi. Nếu thì chiều nói thêm. Dạ, cảm ơn anh Minh. Trả thù lại. Tiếp mày. Mày đi ba đi. Đi ba đi. Đổi đi nữa. Dạ. Tuấn hả cháu? Con chào bác. Ừ. Bác có nghe Ngọc nói á, là cháu tới chơi, cháu vô nhà đi. Dạ.
Tuấn, ngồi chơi đi con. Dạ, con cảm ơn bác. Con nè, con ăn tối chưa? Dạ. Ngồi đi, để bác đi dọn cơm rồi con ăn với hai mẹ con bác luôn nha. Ngồi đi con, ngồi đi. Dạ. Để bác gọi Ngọc. Bác à. Ngọc ơi. Dạ. Có anh Tuấn tới nè con. Dạ. Cháu ăn rồi, cháu ngồi đây chơi là được rồi. Ngọc. Dạ. Con nhỏ này lề mề. Anh mới tới. Con nè. Dạ. Con đi xuống lo dọn cơm cho anh Tuấn ăn đi. Dạ. Dạ. Nè Ngọc. Anh ăn rồi. Lại mì gói đúng không? Anh ngồi đi để em dọn cơm cho anh ăn. Nè, anh đã ăn thật rồi mà. Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em. Vậy thôi em đi gọt trái cây cho anh ăn nha. Thôi được rồi, con ngồi đây nói chuyện với anh Tuấn đi. Để mẹ đi gọt cho ha. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Điện thoại anh xài sao, được không? Ủa, anh mới đổi nhạc chuông hả? Nếu mà em không thích á, để hồi nữa anh đổi lại. Không có sao hết á. Em nghe bài nhạc chuông này cũng hay mà, nghe nó lạ lạ đúng không? Anh xài có ổn không? Điện thoại hả? Dạ. Xài đã. Mấy đứa bạn của anh á, đứa nào nó cũng trầm trồ nó nghe điện thoại này hết. Anh cảm ơn em nha. Anh định nói chuyện gì với em vậy? Có gì đâu anh nói đi. Không có gì. Anh chỉ muốn ghé qua hỏi thăm em thôi. Công việc của em ở ngoài Vũng Tàu sao rồi? Có tốt không? Nói chung là về phần xây dựng cơ bản đã xong hết. Bây giờ chỉ còn lại trang trí nội thất nè, và sắm sửa một số trang thiết bị vật dụng là được. Vậy thì tốt quá rồi. Công việc quản lý của khu du lịch giải trí là đúng với sở trường của em rồi còn gì nữa. Anh Tuấn nè, nhưng mà ba em cứ nhắc anh hoài á. Ba nói nếu như mà có anh cùng về điều hành chung với em thì mọi việc sẽ tốt hơn. Ba không có tin em lắm. Em gửi lời cảm ơn đến bác trai giùm anh, nhưng mà anh nghĩ mình làm không được đâu. Em biết, em hiểu mà. Anh định nói gì với em? Hay là chỉ hỏi thăm vậy thôi? Còn gì nữa không? Ngọc này, thật ra anh muốn nhờ em một việc. Khoan đã, em có cái này muốn tặng anh. Anh chờ chút xíu nha. Tuấn, ăn trái cây đi con. Dạ bác. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ, bác cũng ăn đi. Cảm ơn con cũng ăn đi. Dạ. Dạ bác à, sức khỏe của bác giờ này bác thấy vẫn khỏe chứ? Cảm ơn con, bác khỏe. Dạ. Dạ. Em tặng cho anh nè. Em phải đi hết nhiều cửa hàng mới lựa được á. Thôi, hai đứa ngồi chơi nha. Để bác lên lầu. Dạ. Mẹ lên lầu nha. Dạ. Anh có thích không? Anh đẹp lắm. Cảm ơn em. Sao, anh có gì muốn nói với em nè? Ngọc à, tự nhiên anh sực nhớ là anh có một cuộc hẹn rồi. Thôi anh về nha. Anh ngồi đây chút xíu đi. Em còn định một chút nữa em với anh ra ngoài uống nước nữa. Thôi, để khi khác. Tại vì anh có việc gấp lắm, anh phải làm liền. Thôi, để bữa khác anh qua nha. Dạ. Cháu thưa bác, cháu về ạ. Con về. Anh Tuấn. Anh Tuấn. Ủa, khoan, sao giờ này mày chưa ngủ nữa? Sao vậy?
Tao nhớ ông già, nhớ em tao quá. Nhớ gì mày ơi, mày lớn rồi, nhớ gì nữa. Lớn rồi, lớn chút đi, mày làm như mày con nít vậy. Mà tao ra nông nổi này là tại mày hết á. Sao tại tao? Tao đang nợ ít, tao kiếm mày, tao nhờ mày giúp để mày trả nợ giùm tao. Mày dẫn tao đi một vòng mới cái nợ gấp đôi luôn. Bây giờ có nhà mà không giúp về. Sao mày trách mình tao? Giờ tao hỏi mày nè, sao nhà mày giàu á, sao mày không nói ba mày đi trả nợ giùm mày? Tao đã nói với mày rồi, tao còn đi học. Nợ số tiền nhiều như vậy, ba tao không trả cho tao đâu. Ba mày không trả cho mày hả? Bây giờ tao hỏi mày nghe, tao với mày là anh em đúng không? Anh em phải biết hy sinh với nhau đúng không? Vậy mày nói với ba mày đi, bất quá ba mày giết mày, tao còn sống. Ây da, khùng. Ba mà không biết ông giết tao luôn. Mày nói với ba mày đi, ba mày trả nợ cho mày. Tao nói không có được là không có được mà. Giờ không được cũng phải được thôi, chứ bây giờ hả, nợ dí quá, chẳng lẽ tao với mày sống ở đây hoài? Mốt bà gì tao về tao đâu có ở đây nữa, đúng không? Suy nghĩ đi. Thôi mà không được mày ơi. Sao không được? Chắc tao phải về trên đó quá. Nè, mày về không những mày chết mà còn liên lụy tới tao nè. Tao với mày cùng chết. Nhưng mượn tiền giang hồ đó. Bây giờ tao nhớ em tao. Không có tao chắc ở nhà nó buồn lắm. Mà ba tao biết chuyện này, ba tao giết tao chết. Thì tao cũng vậy, có khác gì đâu. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi, tại tao với mày ham chơi quá thôi. Ai mà vô con đường này cũng phải trốn nợ thôi à. Tao quyết định rồi, tao phải đi về trên đó. Cái gì? Mày về là mày chết đó nha. Chết tao cũng về. Ê, đi ngủ. Nói vậy là vô hả? Trời ơi, cái thằng này. Tao cũng vô ngủ luôn. Cái chết kệ. Má con mình tới, chắc ba vui lắm. Dạ. Má con làm mấy món ba con thích. Chào cậu. Chào chị. Cho tôi kiểm tra. Thưa chị. Dạ, cảm ơn. Đi con. Bà chị. Anh ở trong này có khỏe không? Ờ, anh khỏe. Em có gửi cho anh hai bộ đồ dài với hai bộ đồ lót. Con có đem cho ba hai cục sờ bông thơm với lại kem đánh răng nữa. Cái con nhỏ này, má chưa có nói xong mà. Anh ở trong này nhớ ngủ cho nhiều nha. Mai mốt về em và hai con muốn thấy anh khỏe mạnh, vậy là đủ rồi. Anh đã làm khổ má con em quá. Lần nào lên đây em thăm anh cũng chỉ nói một câu này thôi à. Mai mốt em cứ lên thăm anh, dắt thằng Tuấn đi cùng, để cả nhà mình sum họp. Lâu rồi anh thèm cảm giác đó lắm. Dạ, anh nói cũng phải. Ba, anh hai có nhiều người bạn trên thành phố đẹp lắm á. Sao con biết? Dạ, bữa trước anh hai có nói cho con nghe. À, con nghĩ á, anh hai của con đẹp trai như vậy á, chắc á, bạn gái cũng phải đẹp lắm ba ha. Con đó, toàn đất bò không à. Ờ, em nè, trong này anh có trồng trái cây. Ờ, nhiều lắm. Lát anh nói với cán bộ á, xin một ít đem về, ăn thử nha. Ủa, cho đem về được hả mình? Được. À má, vậy mai mốt má con mình khỏi đem trái cây cho ba nữa. Anh, con Út nó làm gì mà dòm dữ vậy? Tội nghiệp con nhỏ. Em à, sang năm á, em lo cho nó đi học có được không? Ừ, thằng Tuấn nó cũng tính rồi, bằng mọi giá sang năm phải lo cho con Út nó đi học. Tội nghiệp con gái, đừng để nó thất học nghe em. Ừ.
người ta nói sau khi hiến máu. Ăn chuối cho mau khỏe. Má. Ừ. Sao bữa nay về trễ vậy con? Dạ hôm nay con bán chậm. Vậy con bán hết không con? Dạ hết. À má, con có mua thuốc cho má nè. Má ơi, cô bán thuốc nói là kêu má đi khám, chứ con tới mua hoài á là cô không bán cho con đâu. Bởi vậy á, con đi mua chỗ khác đó. Thôi con đi pha sữa cho má uống nha. Thủy. Dạ. Bữa nay con lấy tiền ở đâu mà mua đủ thứ vậy nè? Dạ con đi bán vé số, mấy bác thương con nên cho con 50 ngàn. Thôi con đi pha sữa cho má uống. Thủy à? Dạ. Con ngồi xuống đây. Dạ. Con bị sao vậy? Mũi cắn á má. Tại trong chợ nhiều mũi quá à. Má cứ yên tâm đi. Mũi cắn mà như vậy sao? Hả? Thôi má, má đừng khóc nữa. Má đừng khóc nữa má. À, hồi tối hôm qua đó má, con nằm mơ, con thấy ba. Chắc chắn là ba sẽ về với má con mình đó má. Má, má đừng khóc nữa. Má ơi. Ba, con đi lấy nước nha. Con nói ba rồi, ba đừng có đi nữa. Đi chi cho nó tốn công vậy? Em đừng có nói nữa. Bây giờ ba muốn thì để ba đi. Em nói đâu có sai đâu. Hồi đó người ta khổ, chưa mở miệng ba đã đem tiền cho mượn. Còn bữa nay sao? Họ nói sao? Trời đất ơi, tôi mới vừa mua phân, tôi mới vừa mua tivi, sao anh không nói sớm? Ngày hôm qua tôi mới mua cho con tôi cái xe đạp, xe máy, đúng không? Thôi em đừng có nói nữa. Bây giờ ba đâu có muốn nói cái chuyện đó. Mà ba đâu có biết trong ruột, trong tim người ta nghĩ cái gì nữa. Em nói rồi, bữa nay sẽ không nói chuyện tiền bạc gì nữa hết. Em sẽ lấy chồng. Trời ơi, tại sao tôi lại tệ hại đến mức độ như vậy nè. Trời ơi trời. Ba, đừng nói chuyện này nữa ba. Mình cứ giải quyết mọi chuyện theo cách đơn giản nhất đi.
Trời đất ơi, em học hành như vậy đó hả? Thảo, cô nói không đúng sao? Sao suốt ngày em cứ ghi tên Hạnh hoài vậy hả? Nè cô, tôi nói cho cô biết, trong cái căn nhà này á, ngoại trừ ông già tôi ra, chưa có ai dám to tiếng với con Thảo. Ôi trời ơi, sao tất cả mọi người lại giống nhau hết vậy? Tôi nghĩ cô chưa biết là cô giáo là như thế nào đâu. Chị Hạnh hoàn toàn khác cô. Thảo, tiễn khách. Để em mở cửa cho cô nha. Xin lỗi, tôi không tiện.